sẽ cùng chào đón thí sinh Lê Xuân Long, số báo danh 2993. Một tràng pháo tay thật lớn cho thí sinh Lê Xuân Long được không thưa quý vị? Chúng thương nhớ, thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tơi bời, lũ lụt triền miên, mưa bão giông về mái nhà đổ nghiêng, tan tác cỏ bay, đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Trên nóc nhà tranh vênh, ai khóc ai gào trong gió chiều lênh đênh. Áo xanh tà tơi, quần sắn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời reo reo, một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy trang giấy trắng, em mơ ngày đến trường nay đứng nhìn theo lũ trôi. Thiên tai rồi lại thiên tai, dồn dập về miền Trung như trút hết lên phần nghèo. Mẹ già ngồi có gió, đôi mắt thâm sâu thân thờ, nghe nhào nhát gọi nhau mà lòng mẹ thêm đau, cầu mong cho trời sáng nhìn thấy đứa con mình. Giờ mẹ ngồi trong đêm, giờ này con nơi mồ mà sao nó chưa thấy. Lên mưa bão giông về mái nhà bình yên, nói hết làm sao miền Trung yêu dấu đây cuộc ruộng Việt Nam. Lòng người bao la dài dòng như nước Việt, xin hãy kề vai sát nhau, chung bước chung lòng ta sẽ vượt qua nỗi đau. Xin hát lại câu bầu ơi thương bi, nhiều điều vụ lấy giá thương. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dấu xa muôn trùng tình nam nghĩa bắc, chung nhau một tấm lòng luôn hướng về miền Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng, cho dấu xa muôn trùng tình nam nghĩa bắc, chung nhau một tấm lòng luôn hướng.
tình nào.